Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 11 từ câu 1 đến câu 4. Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: "Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông." Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển. Ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng kinh lạy Cha, nhưng để hiểu hết ý nghĩa sâu xa cần phải có thời gian suy gẫm. Đồng thời nhiều hoàn cảnh cuộc sống cũng giúp ta có kinh nghiệm sống kinh lạy Cha. Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển. Ở ngoài đời, tôi làm việc trước hết để mưu cầu danh lợi cho cá nhân và gia đình tôi. Vì kế sinh nhai nên tôi cần làm tốt mọi sự để được khen thưởng, có tiền bạc và danh vọng. Tôi làm mọi thứ vì tôi và phải cố gắng từng ngày để đạt được nhiều thành quả hơn cho tôi. Nhất là khi sống trong xã hội cạnh tranh và nhiều lo toan hôm nay. Lạy Chúa, con luôn miệng đọc kinh lạy Cha để tôn vinh Chúa, đặt Chúa trên mọi sự khác trong đời con, nên con vẫn bị nhiều sự khác lôi kéo. Con muốn thế gian ca tụng con hơn là để thế gian ca tụng Chúa. Xin ban Thánh Thần giúp con thêm vững mạnh để chiến đấu trước những cám dỗ mọi ngày trong suốt đời con, để mỗi lần đọc kinh lạy Cha, con luôn nhớ làm cho danh thánh Cha vinh hiển. Amen.